Chủ chó ở thành phố Hồ Chí Minh mếu máo khóc khi thú cưng bị cán bộ phường bắt giữ. Tôi nhốt rồi mà nó sổng chuồng. Tội con chó quá mấy anh ơi. Cho tôi xin đóng tiền nhận lại, người phụ nữ nói rồi bật khóc khi thấy thú cưng bị nhốt trong lồng sắt. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, bà T, ngụ khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, nhốt chó trong nhà rồi đi công việc. Tuy nhiên, con vật thoát ra ngoài, chạy rong trong khu dân cư. Lúc này, tổ bắt chó chạy rong gồm 6 thành viên thuộc Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh đi tuần tra. Phát hiện thú cưng bà T lang thang trước số nhà 14, 10 đường số 4 liền dùng vật lưới bắt giữ. Con chó của bà T bị lực lượng chức năng bắt, ảnh, An Huy. Khi tổ công tác rời đi, bà T hay tin liền đuổi theo. Thấy chó của mình nhốt trong lồng sắt trên xe tải, người phụ nữ mếu máo bật khóc. Cho tôi đóng tiền tại chỗ nhận lại con chó mấy anh ơi. Tôi nhốt trong nhà rồi mà nó sổng ra ngoài. Tội nghiệp con chó của tôi quá mấy anh ơi. Nó hiền lắm, có cắn ai đâu, bà T vừa nói vừa khóc. Một cán bộ phường trấn an, chị yên tâm, con chó được chăm sóc cẩn thận, không ai làm hại nó. Mời chị ngày mai lên phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh nhận quyết định đóng phạt, đem chó về. Lúc này, bà T mới ngưng khóc và nhìn con chó bị các cán bộ đưa đi. Người phụ nữ khóc méo máu bên cạnh thú cưng bị nhốt trong lồng sắt, ảnh, An Huy. Cách địa chỉ này 200m, hai con chó đang đùa giỡn tại bãi rác liền bị tổ công tác áp sát. Các cán bộ chỉ bắt được một con. Con còn lại được chủ nhà lùa vào nhà đóng cửa. Lúc 16 giờ, tổ công tác tuần tra trên đường số 8, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, phát hiện con chó đang nằm bên lề đường. Vung vật lưới bắt gọn. Người đàn ông tên Sơn, khoảng 55 tuổi, chủ con vật, từ trong nhà lao ra xin tổ công tác thả chó. Con chó này 15 tuổi rồi, nó già sắp chết, răng rụng gần hết, không thể cắn ai. Mấy anh bắt thì tôi bỏ chó luôn vì không có tiền nộp phạt. Muốn làm gì làm, ông Sơn nói. Lúc 17 giờ, tổ công tác chuyển hướng tuần tra sang đường Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh. Đây là khu vực lực lượng chức năng phường nhận nhiều tin trình báo việc chó chạy rong, phóng uế bừa bãi. Cán bộ phường bắt một con chó trong hẻm đường Kha Vạn Cân, ảnh, An Huy. Tại hẻm 132 Kha Vạn Cân, lực lượng chức năng phát hiện 4 con chó đang đùa giỡn, liền tiếp cận vây bắt. Tuy nhiên, lực lượng chỉ bắt được một con. 3 con còn lại chạy vào lùm cây và được chủ bồng vào nhà. Tại khu phố 6, tổ công tác phường cũng bắt được thêm 3 con chó khác. Không ít trường hợp người dân thấy lực lượng bắt chó tuần tra, vội vã lùa con vật vào nhà. Đến 18 giờ 30 phút, tổ bắt chó chạy trong phường Hiệp Bình Chánh kết thúc buổi làm việc. Bắt giữ được 9 con chó. Các con vật được tổ công tác nhốt vào từng lồng chăm sóc cẩn thận đợi chủ lên phường làm việc để nhận lại. Trong vòng 48 giờ không có chủ đến nhận, chó sẽ được gửi đến chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy định. Dù lực lượng ra quân bắt chó chạy rong thường xuyên nhưng nhiều người vẫn còn lơ là trong việc quản lý thú cưng, ảnh hưởng đến người khác, một cán bộ phường nói. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh gửi tờ trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý chó, mèo trong khu dân cư. Cụ thể, người dân muốn nuôi chó, mèo phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường. Khuyến khích các hộ nuôi gắn chip điện tử hay một phần mềm mạch vi xử lý trên vật nuôi. Việc này giúp quản lý thông tin phối giống, tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển. Việc kê khai được thực hiện định kỳ 2 lần trong năm. Ngoài ra, người dân phải kê khai đột xuất trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới, hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Chủ nuôi phải tiêm phòng bắt buộc bệnh dạy của chó, mèo, chấp hành các quy định về phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ phải mang đủ dụng cụ đựng chất thải và dọn dẹp chất thải do chó thải ra nơi công cộng. Vật nuôi phải được xích giữ, đeo rọ mõm và có người dắt,